Chúng ta sang bài luyện tập chung trang 169. Bài số 1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu hoạch được 15kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu kg rau? Và chúng ta phải đi ngược vấn đề. Thứ nhất, muốn biết được là trên mảnh vườn đó thu được bao nhiêu kg rau mà người ta biết là cứ mỗi 10m2 thì thu được là 15kg. Vậy bây giờ thì cái mảnh ruộng, chúng ta phải biết được là cái thửa ruộng, cái mảnh vườn này nó có diện tích là bao nhiêu. Ví dụ ở đây nó có diện tích là A m2. Vậy ta phải so sánh xem cái A m2 này, diện tích của cái mảnh vườn này gấp 10m2 này là bao nhiêu lần. Nó gấp bao nhiêu lần thì cái chỗ rau này nó cũng gấp từng đấy lần. Đấy. Vậy thì để biết được là cái này, diện tích của cái mảnh vườn này gấp cái diện tích mà 10m2 người ta cho là bao nhiêu lần, thì ta phải tính được diện tích của mảnh vườn đã. Ta sẽ tính diện tích của mảnh vườn. Diện tích của mảnh vườn, mà mảnh vườn này là hình chữ nhật, cho nên diện tích của mảnh vườn sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Ở đây chiều dài người ta cho biết, chưa cho biết, chỉ cho biết chiều rộng là bằng 30m. Để tính chiều dài, phải tính chiều dài là bao nhiêu đã thì mới tính được diện tích. Dựa vào cái người ta cho biết là chu vi là 160. Chu vi chính là bằng chiều dài cộng chiều rộng. Chiều dài cộng chiều rộng nhân 2, đúng không? Nhân 2, đấy. Chu vi chính là chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Vậy thì nửa chu vi của nó sẽ là chia cho 2. Vậy nửa chu vi của nó sẽ là chiều dài cộng chiều rộng. Khi mà biết được chiều dài cộng chiều rộng rồi thì ta sẽ lấy cái tổng chiều dài cộng chiều rộng đấy, trừ đi chiều rộng thì sẽ ra chiều dài. Như vậy chúng ta sẽ phải tính nửa chu vi. Nửa chu vi chính là chiều dài cộng chiều rộng. Mà chu vi người ta cho rồi, phải tính nửa chu vi, ta sẽ lấy chu vi chia cho 2. Trước tiên ta sẽ tìm nửa chu vi của cái mảnh vườn này là bao nhiêu. Ta sẽ tính nửa chu vi. Của mảnh vườn. Chu vi là 160, vậy nửa chu vi ta sẽ chia cho 2. 16 chia 2 bằng 8, vậy nó sẽ bằng 80m. Nửa chu vi chính là chiều dài cộng chiều rộng. Có nghĩa là chiều dài và chiều rộng là 80, đúng không? Chiều dài và chiều rộng là 80. Trong đó chiều rộng là 30 rồi thì chiều dài là bao nhiêu? Vậy ta lấy 80 trừ 30 sẽ bằng 50. Vậy ta sẽ có chiều rộng của mảnh vườn sẽ là chiều dài của mảnh vườn là 80, chính là nửa chu vi đấy, trừ đi chiều rộng là 30 thì sẽ ra chiều dài chính là bằng 50m. Vậy là ta đã có chiều dài là 50m, chiều rộng là 30m rồi. Ta sẽ tính diện tích của cái mảnh vườn này. Diện tích của mảnh vườn là chiều dài là 50 nhân chiều rộng là 30. Ta sẽ nhân nhẩm 5 x 3 bằng 15. 2 số 0 là tích. Đơn vị diện tích nó sẽ là mét vuông. Vậy ta xem cái diện tích của mảnh vườn này sẽ gấp 10 mét vuông này là bao nhiêu lần, thì cái số rau thu được trên 1.500 mét vuông này nó sẽ gấp cái số rau thu được ở trên 10 mét vuông này từng đấy lần. Ta sẽ có 1.500 mét vuông gấp 10 mét vuông số lần là, ta lấy 1.500 chia cho 10 sẽ bằng, chia cho 10 thì ta bớt đi một chữ số 0, nó sẽ bằng 150 lần nhé, đơn vị là lần. Vậy nó gấp 150 lần rồi, thì vậy thì rau thu hoạch trên cái diện tích này, nó sẽ gấp cái rau thu hoạch trên diện tích là 10 mét vuông là bao từng đấy lần. Vậy ta sẽ gấp 15kg rau này là 150 lần. Ta lấy 15 x 150. Vậy ta sẽ có trên cả mảnh vườn đó thu hoạch được số kg rau là
hoặc là số rau thu được trên cả mảnh vườn đó là. Ta lấy 15. 10 mét vuông thì thu được 15 kg, đúng không? Bây giờ thì 1.500 mét vuông nó sẽ gấp cái đấy 150 lần. Vậy ta sẽ nhân 150 lần lên bằng 15 x 150. Hay là 150 x 15. 50 bằng 0, 5525 với 5 nhớ 2. 51 là 5, 2 bằng 7. 10 là 0, 15 là 5, 11 là 1. 0, 5 cộng 0 bằng 5, 7 cộng 5 12 với 2 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2. 2250 kg. Ta sẽ làm tiếp bài số 2. Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hình hộp là 6.000 cm². Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật. Biết diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 6.000 m². Vậy ta sẽ dựa vào cái công thức tính diện tích xung quanh để ta suy ra chiều cao của hình hộp chữ nhật này. Ta có diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật sẽ bằng A cộng B chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Đây là chính là chu vi. A cộng B nhân 2 chính là chu vi. Chu vi của mặt đáy, đúng không? Của một mặt đáy. Nhân với chiều cao. Nhân với C là chiều cao, nhân C chính là chiều cao, đúng không? Bây giờ ta cần phải tính chiều cao. Vậy thì chiều cao sẽ bằng, từ đây ta suy ra, chiều cao sẽ bằng diện tích xung quanh chia cho, đúng không? Chia cho A cộng B nhân với 2 này. A cộng B nhân 2 chính là chu vi của mặt đáy, đúng không? Như vậy ở bài này chúng ta trước tiên người ta cho biết diện tích xung quanh rồi. Ở đây là 6.000 cm². Vậy là cái này ta biết rồi. Vậy cái này ta chưa biết. Bây giờ ta phải tính chu vi của mặt đáy đã. Chu vi của mặt đáy hình hộp chữ nhật là bao nhiêu? Ta nhân, ta lấy chiều dài là 60 cộng chiều rộng là 40 nhân 2. Vậy có chiều dài chiều rộng rồi, ta làm được phép tính này, đúng không? Ta tìm được chu vi của nó. Và ta phép tính thứ hai, ta sẽ tính chiều cao sẽ bằng diện tích xung quanh chia cho chu vi của mặt đáy. Vậy bài này chúng ta sẽ làm bằng hai phép tính. Trước tiên chúng ta sẽ tìm chu vi của mặt đáy là bài giải hoặc là chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là chiều dài là 60 cộng chiều rộng là 40 nhân 2. 60 cộng 40 bằng 100, 100 nhân 2 sẽ bằng 200. Đơn vị là cm. Ta sẽ tính chiều cao
của hình chữ nhật. Sẽ bằng diện tích xung quanh. Người ta cho biết rồi là 6.000. Chia cho chu vi đáy là 200. Và ta nhẩm 600 chia 200 sẽ bằng 3. Đúng không? Và một số 0 đằng sau nữa bằng 30. cm. Đáp số. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài số 3. Bài 3. Một mảnh đất được vẽ như vẽ trên bản đồ, tỷ lệ 1:1000. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó. Đây chính ta đã có độ dài AB là 5, BC là 2,5 cm, DC là 3 cm, ED là 4 cm, AE là 0,5 cm. Đây chính là các kích thước ở trên bản đồ. Vậy trên thực tế thì nó sẽ là bao nhiêu? Trên thực tế thì nó sẽ gấp 1.000 lần, vì tỷ lệ là 1:1000. Cho nên trên thực tế nó sẽ gấp, cái cạnh AB này sẽ gấp 1.000 lần cái 5 cm này. Vì vậy ở đây chúng ta cần phải tính xem độ dài các cạnh này trên thực tế là bao nhiêu đã, sau đó chúng ta mới tính chu vi diện tích. Và trên thực tế thì cái mảnh đất này người ta sẽ tính bằng đơn vị là mét. Như vậy chúng ta sẽ tính độ dài trên thực tế bằng cm, sau đó ta đổi ra mét. Chúng ta sẽ tính, ta sẽ làm. Bài 3. Ta tính độ dài cạnh AB trên thực tế là là 5. Chứ thực tế nó sẽ gấp 1.000 lần như vậy. Tại 5 x 1.000 sẽ bằng 5.000 cm. Ta sẽ đổi ra mét luôn. 5.000 cm, 1 mét bằng 100 cm. Cho nên từ cm đổi sang mét ta sẽ bớt đi 2 số 0. Vậy thì từ đây cm đổi ra mét ta sẽ bớt đi 2 số 0, sẽ còn 50 mét. Tiếp theo tính độ dài cạnh BC, từng cạnh một. Trên thực tế là cạnh BC bây giờ là 2,5. Ta sẽ nhân với 1.000 sẽ bằng, ta thêm 3 số 0 và ở đây có dấu phẩy nữa, vậy thì thêm 2 số 0 nữa là 25. 2.500 cm. Và ta đổi 2.500 cm này sẽ bằng 25 mét. Tiếp theo là độ dài cạnh DC, CD hoặc DC. Độ dài cạnh DC trên thực tế, độ dài cạnh DC đây người ta cho là 3 cm. Vậy nó sẽ bằng 3 x 1.000 bằng 3.000 cm. Ta lại đổi 3.000 cm ra mét sẽ bằng 30 mét. Tiếp theo tính độ dài cạnh ED.
Trên thực tế, cạnh AD trên bản đồ là 4. Vậy thì nó sẽ là 4 nhân 1.000 bằng 4.000 cm. Ta cũng đổi 4.000 cm này thành 40m. Tiếp theo, còn cạnh cuối cùng là cạnh AE. Độ dài cạnh AE trên thực tế là 2,5 nhân 1.000 sẽ bằng 2.500 cm. Đổi 2.500 cm sẽ bằng 25m. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tính chu vi của nó. Chu vi chính là tổng độ dài các cạnh của nó. Chu vi của một hình chính là tổng độ dài các cạnh của nó nhá. Vậy thì nó bằng tổng độ dài các cạnh này cộng với nhau. Và thôi, ta tính chu vi của mảnh đất sẽ là chu vi của mảnh đất là nó sẽ bằng độ dài các cạnh cộng với nhau. Độ dài cạnh thứ nhất là bằng 50m cộng độ dài cạnh thứ hai là cạnh BC là 25m cộng độ dài cạnh thứ ba là cạnh DC là 30m. Tiếp theo, cạnh ED là 40 và cuối cùng là cạnh AE là 25. Cộng 50 cộng 25 bằng 75. 75 cộng 30 bằng 105. 105 cộng 40 sẽ bằng 145. 145 cộng 25 bằng 170. Bây giờ ta tính diện tích của hình này. Ta quan sát hình vẽ. Ta thấy diện tích của cái mảnh đất này. Vì cái mảnh đất này nó, cái hình dạng nó không phải là cái hình mà chúng ta có sẵn công thức để tính, đúng không? Không phải hình chữ nhật tam giác hay hình tứ giác hay hình bình hành gì đó, hay hình bình hành hay là hình chữ nhật, đúng không? Hay hình vuông. Cho nên chúng ta sẽ phải chia nó ra thành các hình mà chúng ta đã học để chúng ta tính. Ta sẽ chia ra. Ta nối A với E. Thì ta sẽ chia đôi cái hình này ra thành hai hình. Đó là một hình chữ nhật và một hình tam giác. Chia ra thì đã thành hai hình, là hình 1 là hình chữ nhật và hình 2 là hình tam giác. Hình chữ nhật ABCE và hình tam giác EDC. Vậy thì ta sẽ tính diện tích chữ nhật này. Sau đó ta tính diện tích hình tam giác này. Ta cộng diện tích của hai hình lại thì nó sẽ ra diện tích của mảnh đất này. Bây giờ ta sẽ tính diện tích của hình chữ nhật ABCE. Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật ABCE là diện tích của hình chữ nhật chính là bằng chiều dài nhân chiều rộng. Ta thấy chiều dài đây là 5, chiều rộng đây là 2,5. Vậy ta lấy 5 nhân 2,5 nhân 5 bằng 25. 25 bằng 10. 5 2 1 12,5. Diện tích ở đây. À xin lỗi. Chúng ta sẽ không dùng cái kích thước ở trên đây mà chúng ta dùng kích thước mà đã đổ rồi ấy. Đã đổ rồi. Thì 5, độ dài cạnh AB là 5 thì nó sẽ là 50m. 50, ta lấy 50. Ta nhân với 2,5. Cạnh AE là 2 bằng cạnh BC là 2,5 đấy.
ta đổi ra nó bằng 25m. Là 25m rồi. Nhân với 25. Quên mất. Chúng ta phải đổi, chúng ta phải tính ra cái diện tích là mét đi. Cái diện tích đất mà. Ta lấy 50 nhân với lại 25. Ta chỉ việc lấy 25 nhân 5 thôi, sau đó ta thêm số 0 vào nữa. 25 5 5 25 với 5 nhớ. Nhớ 2. 5 x 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12. Thêm số 0 nữa. 1250. Đơn vị là mét vuông. Vì hai cái đơn vị này là mét rồi thì vậy diện tích nó sẽ là mét vuông. Tiếp theo, diện tích của mảnh đất hình chữ nhật, hình tam giác. Hình tam giác mà ECD. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta sẽ lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao. Mà đây chính là tam giác vuông thì một cạnh góc vuông của nó chính là chiều cao. Vậy ta thấy là đây, góc vuông ở đây đúng không? Vậy là ta coi DC là cạnh đáy thì đây nó chính là chiều cao đúng không? Vậy ta lấy 3 nhân 4 chia cho 2 đúng không? Độ dài cạnh đáy nhân chiều cao chia 2. Vậy nó sẽ bằng 3 nhân 4 chia 2 là 3. Ở đây DC là 3. DC đây. Đúng nghĩa là 30m. Nhân với EAD là 4. EAD đây là 40m. Đấy. Ta chia cho 2. 3 x 4 bằng 12. Thêm 2 số 0 nữa bằng 1200. Chia cho 2. 12 chia 2 được 6. 6 x 2 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. 2 số 0 đằng sau thêm vào đây. Bằng 600. Mét vuông. Vậy thì diện tích của cái mảnh đất chính là diện tích của cái hình chữ nhật cộng với diện tích của cái mảnh đất hình tam giác này. Ta có diện tích mảnh đất đó là 1250 cộng với diện tích của mảnh đất hình tam giác là 600. Bằng. Ta nhẩm 200 cộng 600 là 800, vậy bằng 1850. Mét vuông. À, đáp số ở đây. Người ta phải tính chu vi và diện tích đúng không? Vậy chúng ta phải đáp số cả hai. Đáp số chu vi trên chu vi đó là 170 cm, diện tích vì người ta hỏi cả chu vi cả diện tích nên ta phải đáp số cả chu vi cả diện tích ở đây. Đấy.